Bộ Y tế Việt Nam hôm mùng 5 tháng 1 cho biết trên trang web của bộ rằng biến thể phụ XBB của Omicron đã được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin của tờ Sức khỏe và đời sống, vốn là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, được đăng tải trên trang chính thức của Bộ nói rằng biến thể phụ XBB được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2022 nhưng tỷ lệ thấp. Theo Bộ Y tế, đây là kết quả do nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford của Anh thực hiện trên 526 bệnh nhân COVID-19, vốn là những ca COVID nhập viện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến 25 tháng 12 năm 2022. Reuters hôm mùng 5 tháng 1 dẫn dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, đưa tin rằng tuần trước biến thể phụ XBB và XBB.1.5 của Omicron được ước tính chiếm 44,1% số ca mắc COVID-19 tại Hoa Kỳ, tăng từ 25,9% mức trong tuần trước đó. Biến thể phụ này cũng đã được phát hiện ở 28 quốc gia khác trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Reuters cho biết rằng XBB.1.5 đang gây lo ngại cho các nhà khoa học sau khi nó lan truyền nhanh chóng ở Hoa Kỳ cuối tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, Omicron là biến thể dễ lây lan nhất của COVID-19 và hiện đang chiếm ưu thế trên toàn cầu.